Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Hà nha. Bây giờ là 7 giờ tối mọi người. Từ 6 đến 7 giờ là bữa ăn chính của chồng Hương nha mọi người. Buổi sáng là bữa phụ. Từ lúc bà bắt chồng Hương tới về tới giờ là Hà chưa cho ăn những cái món này à. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên Hà cho ăn thử nha. Hà tập cho chồng Hương bữa nay ăn cơm nha mọi người. Con nhái. Và đây là thịt vịt. Đó, hôm nay là cho chồng Hương ăn thịt vịt và cơm và chuối nữa nha mọi người. Vịt này là nhà Hà nuôi luôn. Nhà Hà nuôi thì Hà bắt những cái con vịt mà nuôi nó ăn thua sức, nó bị đẹp chậm lớn nên Hà bắt Hà làm. Đó, cho chồng Hương ăn luôn nha. Giờ là cắt nhỏ ra. Thì nhà có gì thì cho ăn nấy vậy, tập cho chồng Hương ăn đa dạng thức ăn á để nó đủ chất. Đây là con nhái ha, con nhái lúc chiều chồng Hà đi xịt về. Hà luộc cho chồng ăn luôn. Hà cắt vô cái mâm này ha, Hà chuẩn bị vô cái mâm này xong rồi Hà chia thức ăn ra. Con bự thì Hà cho ăn nhiều hơn. Con nhỏ thì lúc nào nó cũng ăn chậm, ăn lâu hơn con bự. Trong mỗi bữa ăn ngày nào cũng có chuối, mọi người không có thiếu chuối. À, có thể chồng Hương nó ăn được dưa hấu nè, chuối nè, đu đủ nè, xài chín nè, những cái loại trái cây mà có vị ngọt đó mọi người. Cái này là cám cho gà vịt ăn nha mọi người. Hà sẽ trộn một ít vô cơm đây để tập cho chồng ăn thử nha. Ăn thử rồi chồng nó có ăn được thức ăn với cơm không nha. Bây giờ là Hà đã chuẩn bị xong nha. Hà sẽ chia ra. Hiện tại thì Hà nuôi hai con chồng Hương. Nhái luôn, vừa nhái luôn. Đây là Hà sẽ cho con bự ăn nha mọi người. Đây Hà sẽ cho con nhỏ ha. Khi bỏ cái mâm này vô cái chuồng của cho nó ăn thì Hà sẽ nhử Hà đút cho nó ăn trước một cái để khi mà Hà bỏ cái này vô nó không cắn. Còn nếu mà mình không bỏ, mình không dụ nó thì mình bỏ đút tay vô bỏ là nó dễ cắn, nó dễ táp tay mình hoặc là nó sẽ chuồn ra ngoài nha. Mình sẽ nhử trước. Nhử mồi cho nó ăn rồi sẽ bỏ cái mâm đồ ăn của nó vô. Này con chồn mà con ha, 3 tháng tuổi, nó ăn hết chuối rồi bắt đầu nó đi kiếm nước nó uống rồi nó đi. Rồi coi qua có con này. Đây là con tròn 8 tháng tuổi nha mọi người. Con bự này nó đang ăn vịt. Con tròn con nó bắt đầu nó ăn thịt vịt. Nó ăn, nó nhai xương á. Nhai xương nghe gột gột gột.
trồng hương ăn thịt vịt nha. Nó ăn hết chuối rồi nó bắt đầu nó ăn thịt vịt. Rồi Hà sẽ quan sát theo coi nữa thử nó có ăn cơm không ha. Để thịt nhiệt nó ăn chuối với thịt vịt no rồi chưa tới cơm đâu. Chờ xem là nó có ăn cơm không em. Nếu nó ăn cơm thì Hà sẽ bổ sung cơm và hàng ngày vào bữa ăn chính của nó nha. Nó hửi hửi nó thử rồi nó nhả ra ha, nó không ăn tiếp. Con này thì nó vẫn đang ăn vịt nha. Nó ăn no rồi cái nó nằm nó liếm láp. Nó nằm rồi. Nó ăn gần hết về thịt vịt luôn. Ăn chuối, ăn thịt vịt, ăn nhái, còn cơm thì chừa lại. Bữa nay là tập ăn thịt vịt với nhái thành công nha, còn cơm thì không thành công. Sáng mai Hà sẽ quay một cái video Hà chỉ cho nó ăn cơm thôi, ăn cơm mà trộn với cám gà cho nó ăn, không ngoài ra không cho ăn cái gì khác, thử nó có ăn không ha. Cơm á mọi người, để chồng nó không ăn Hà lấy ra dây dắt thành cục Hà đút cho nó ăn thử. Hà dắt Hà đút nó ăn nhấp nhem rồi nó cũng nhả ra nó không ăn nha. Hồi tối qua tập cho chồng Hương ăn cơm á, nhưng mà nó không ăn. Nhưng bây giờ Hà sẽ cho nó ăn, không ăn ngoài ra không ăn bất, không cho thêm cái bất cứ cái món nào khác. Thử coi nó ăn không nha. Hà sẽ đút miếng chuối vô để Hà nhử nó. Để cơm nó không ăn mọi người, nó không ăn cơm. Không biết chồng của mọi người sao chứ chồng của Hà là nó không ăn cơm nha. Hà tập hôm qua nay nó không ăn. Nó thì cơm lạc thì nó chê rồi. Qua Hà cho nó ăn cơm á, ăn kèm với thịt vịt, thịt xương vịt và chuối thì nó ăn hết chuối với thịt xương vịt luôn. Còn cơm thì nó không ăn nha. Và sáng nay là Hà chỉ cho nó ăn cơm trắng trộn với nước thì nó không ăn, và Hà trộn tiếp tục, Hà trộn thêm cám nó và nó vẫn không ăn, và Hà trộn cho thêm một xíu nước mắm cho nó có hương vị và nó cũng không ăn nha mọi người, nó không ăn và nó hất đổ hết luôn nè. Không biết chồng Hương mọi người cho ăn cơm được hay không chứ chồng Hương của Hà là bó tay nha, không ăn cơm. Nó chỉ ăn chuối nè, các loại trái cây có vị ngọt, côn trùng dung và cá, thịt cá, xương này nọ thôi. Chồng của Hà là như vậy, chỉ riêng cơm là không ăn.
mọi người xem thích video, like và đăng ký kênh để đón xem những video mới của Hà nha. Bây giờ nó không có ăn cơm rồi, bây giờ Hà sẽ lấy chuối Hà dụ nó rồi, rồi để Hà lấy cái thau cơm ra ha. Con này nó cũng ăn cơm, nó hắt trắng hết trơn. Thầy dụ cho nó ăn rồi dặn nó đi chỗ khác này, hãy lấy mấy cái thau ra. Cho nó ăn cơm, nó không ăn rồi, bây giờ mới đặt đồ phải cho nó ăn. Đây là thịt vịt nha. Con tròn còn nhỏ, Hà cho nó ăn. Luôn có da có mỡ. Còn con tròn lớn, tròn 8 tháng tuổi thì đã không cho ăn mỡ, Hà sẽ lượt mỡ ra. Còn lại thịt với xương Hà bỏ cho con lớn ăn nha. Tại vì con tròn lớn hạn chế tích trữ mỡ nha. Hà sẽ lóc cái mỡ da cho con bỏ qua bên cái cho con chồng con nó ăn. Còn con chồng lớn thì Hà sẽ lấy thịt với xương cho nó ăn. Để con chồng trưởng thành á, nếu mà nó ăn mỡ nó sẽ bị tích mỡ. Nuôi tròn mà tròn nó mập béo mỡ là sẽ bị chê á mọi người. Khi mà con chồng còn nhỏ cho nó ăn mỡ ít đỉnh cũng không sao ha. Còn chồng lớn thì mình không cho ăn mỡ, chỉ cho ăn thịt với xương thôi. Trong thịt nó cũng có một lượng mỡ nhất định nhưng mà nó không đáng kể, cũng đỡ hơn là mình cho ăn mỡ. Mà nó mập thịt đó nó mới có giá trị, còn mập mỡ là không nên là bị chê. Này là thịt nhái nha. Hà dụ cho nó ăn rồi để Hà để cái mâm vô ha. Tại vì nếu mà không có dụ cho nó ăn á, mình để cái mâm vô luôn á, nó sẽ rất là dễ nó cắn mình á, nó tát ngay cái tay mình. Để thịt vịt với chuối vô là nó ăn liền ha. Còn cơm hồi qua nay là Hà thử cho nó ăn mà nó không ăn ha.